Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 9 nan đề không lời giải, hồi năm. Bầu trời trong xanh phía trên, mây trắng thổi qua, sau giờ ngọ tà dương chiếu rọi bóng dáng cô đơn trên mặt đất. Quỳnh Phương cúi đầu nhìn xuống đất, nước mắt giàn rủa, nhìn không được quay đầu lại, mong có thể nhìn Lưu Vân lần cuối núi trống vắng lặng, rừng cây dài đầy tuyết, Lưu Vân sớm đã đi rồi. Tự nay rồi sau đó, đường ai nấy đi. Ngày sau chính mình gả đi, sinh con đẻ cái, tất cả cũng không liên quan gì đến người này. Mà hắn sống hay chết, cưới vợ sinh con, thoái ẩn núi rừng hay không, mình cũng không bao giờ biết được. Chỉ có thể như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể như vậy. Mũi đỏ, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra đọng trên má. Quỳnh tiểu thư nhìn có vẻ kiên cường kiên nghỉ, kỳ thật bản tính rất đa cảm, nàng có rất nhiều không đành lòng. Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ, Quỳnh Phương khóc thốt thít rậm chân, lau nước mũi lên tay áo, đứng dậy chạy như bay, nhảy vào trong rừng, Hồ lớn, Lư Vân. Trả lại tiền cho ta, mắt thấy Lư Vân còn ở phía trước không xa, đang cúi đầu đi, giống như một lão nhân chợt nghe sau lưng chó hoang đuổi cắn, mỹ nữ đánh tới, hãy còn hô lớn, ngươi đừng đi. Ta còn chưa thu tiền lãi, khi Lư Vân nguyên bản chậm rãi bước đi, vừa nghe Kiều Thanh kêu gọi, càng cúi đầu bỏ đi nhanh. Quỳnh Phương liều chết đuổi theo, hô lớn, không cho đi. Không cho đi, ta muốn ra đòi lại chức quan cho ngươi, để tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc vui vẻ, ngươi nhất định phải cùng ta về nhà người trong rừng càng cứng lòng quỳnh phương càng kêu hắn càng bước mau quỳnh phương biết không thể giữ được người này nên đột nhiên hoảng sợ hét lớn lư ca ca ta nếu là cố tiểu thư cả đời này sẽ không tha thứ cho huynh đồ phế vật vô trách nhiệm dầm một tiếng gánh mì rơi xuống đất vài chiếc bát chịu lực rung chuyển suýt vỡ tư phía lư vân đứng cách đó chăm thước hai tay chống nạnh chậm rãi xoay người ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Lưu Vân lạnh lùng như lưỡi đao. Lưu Vân tức giận, con chó hoang nhỏ dường như nhận ra được, lập tức chạy trốn ra phía sau. Quỳnh Phương cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ lại dù võ công của Thủy Yêu có cao đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ xuống tay bắt nạt một thiếu nữ yếu đuối như mình, lập tức chừng mắt lại, lớn tiếng nói, Lưu Vân. Ngươi là kẻ thiên hạ nhất ích kỷ, keo kiệt. Người tự cho là chạy trốn tới chân trời góc biển, cố tỷ tỷ sẽ sung sướng sao? Người căn bản không có can đảm gặp tỷ ấy, ta ngày mai sẽ tìm cố tỷ tỷ tán gẫu một chút. Để nàng hiểu được ngươi là vô tình cỡ nào, vô dụng cỡ nào. Quỳnh Phương chửi ầm lên, ánh mắt lư Vân lại cực trầm tĩnh, hắn lắc đầu, thoáng chốc bước tới. Quỳnh Phương thấy hắn quay lại, nội tâm mảy may không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng thầm mừng rỡ nàng nhướng mi lớn tiếng nói ngươi đánh chết ta đi nhanh lên ta không sợ ngươi lư vân đứng ở trước mặt nàng thần sắc lặng im tựa suy nghĩ xem dùng từ như thế nào quá đến sau một lúc lâu mới nói quỳnh cô nương ngươi tuổi tác còn trẻ rất nhiều đạo lý còn chưa thấu triệt ta không cầu ngươi thông cảm chỉ mong ngươi cần phải tuân thủ tin ước đừng đề thiến nói đến chỗ này bất giác cúi đầu chắp tay nói, đừng để Dương. Dương phu nhân biết được chuyện của ta, được chứ? Chỉ là một câu nói ngắn gọn, Lưu Vân lại phải tốn rất nhiều công sức mới nói hết được. Trong lời nói không hề có chút tức giận, lại chỉ có cầu khẩn. Quỳnh Phương lạnh lùng thốt, ta không muốn, người muốn ta câm miệng, trừ phi đánh chết ta. Lư Vân nghe khẩu khí không tốt của nàng, tê th hát nhất thời thở dài, ngơ ngẩn che mặt, cũng không thể làm gì được. Quá đến sau một lúc lâu, hắn phất phất tay, thấp giọng nói, quên đi, tùy ngươi vậy. Đại thủy quái tâm như nước lặng, vẫn xoay người rời đi, đáng thương Quỳnh Phương mắng cũng đã mắng, tổn hại cũng đã tổn hại, vừa đấm vừa xoa, lại vẫn tốn công vô ích. Quỳnh Phương biết khả năng của mình có hạn, vội vàng sửa lời nói, được rồi. Được rồi, ta, ta không nói, nhưng ngươi phải làm thay cho ta một việc nữa. Lư Vân lắc đầu nói, Quỳnh cô nương, những việc lưu mỗ có thể làm cho cô đều đã làm. Tạm biệt, Quỳnh Phương sợ hắn đi xa, vội vàng đuổi theo qua, gọi, này. Này, người đừng nhỏ mọn như vậy, ta chỉ bị đau chân không đi được, muốn người đưa ta một đoạn đến chùa hộ quốc, đợi lát nữa người muốn đi đâu thì đi, ta không quản nữa. Bỗng nghe tên chùa, vẻ mặt Lưu Vân tỏ vẻ khó hiểu, hắn dừng bước lại, nhíu mày hỏi, chùa hộ quốc, đó là nơi nào quỳnh phương ngạc nhiên nói chùa hộ quốc chính là hồng loa tự người đã sống ở bắc kinh sao có thể không biết lư vân nghe được lời này mới tỉnh giác chùa hộ quốc ban đầu được gọi là chùa đại minh tên tục là hồng loa tự được xây dựng từ thời đông tấn đến nay đã có ngàn năm lịch sử đứng tựa vào núi hướng ra hồ hồng loa tịnh thắng địa tổ tông sau khi triều đại thay đổi đã đổi thành chùa hộ quốc Hồng Loa tự ở huyện Hoài Nhu ngoại ô phía Bắc, cách không xa, chính Lưu Vân đã từng du lãm đến nơi này khi mới đến Bắc Kinh. Hắn nghe thỉnh cầu này thật dễ dàng, gật đầu liền nói, như thế rất tốt, chúng ta khi nào xuất phát. Quỳnh Phương thở dài, ta nào dám chậm trễ ngươi. Đi luôn thôi, nàng đặt con chó hoang nhỏ xuống, liên thanh nói, tiểu cầu ngoan đi, xúc sinh không thể đi vào chùa hộ quốc, tự mình đi chơi đi. Xem nàng sắc mặt nhu hòa, tuy cùng một con chó nhỏ nói chuyện lòng vẫn tràn đầy thương tiếc nàng thả con vật đi ngồi lên gánh mì thấp giọng nói chúng ta đi thôi lưu vân gật đầu theo lời nâng gánh mì lên xải bước rời đi đi không mấy bước sau lưng tiếng vang gâu gâu giã khuyển không ngờ lại chạy như điên đến nhất thời nhảy lên cọ sát bên cạnh gánh mì như coi quỳnh phương như một bát cơm sắt quỳnh phương thấy nó không muốn xa rời mình Khung Phương nhất thời rất cảm động, hai mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Hải Tử Hư, ngươi không chịu rời đi sao?" Sau chút do dự, nàng đã ôm nó lên. Lư Vân ở bên nhìn, đã biết tiểu cô nương này bản tính ôn thiện, có thể nâng lên cũng có thể đặt xuống, nàng chỉ là mặt mũi đẹp, so với thiến hề quả quyết, ngân xuyên nhẫn tính, nàng chỉ càng có thêm lưỡng lự. Lư Vân cười cười, đột nhiên nói: "Quỳnh cô nương ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tâm lại mềm như đậu hũ, kỳ thật tâm địa thực tốt. Quỳnh Phương yên lặng lắc đầu, nói, đừng nói chuyện này nữa, đi thôi. Hai người một chó cưỡi cùng gánh mì đi thẳng về phía chùa hộ quốc như 10 ngày qua. Quỳnh Phương lúc trước khóc đến thương tâm, giờ phút này có Lưu Vân ở bên cạnh làm bạn, lại có giá Huyền cùng chơi đùa, bi thương dần vơi đi, mặt lại tươi cười. Đi qua vài dặm đường, trên đường ngày càng có nhiều người đi trên tay mọi người cầm nhang đèn lại đều là muốn đi chùa hộ quốc thăm viếng bá tánh mắt thấy đã đến chân núi hồng loa quỳnh phương nhảy xuống khỏi gánh mì mượn lư vân dây thừng buộc con chó nhỏ ở rừng cây sau đó nheo lư vân nói to chúng ta hãy thỏa thuận trước đi người nếu không thấy ta đi vào phật điện nhất quyết không được rời đi nếu không đến lúc đó hết thầy ước định không tính đừng trách ta đến Dương gia tìm Dương phu nhân nói chuyện. Nàng cố ý khiêu khích Lưu Vân, ba chữ Dương phu nhân nói càng thêm nặng nề, phải có bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lư Vân gật đầu đáp, yên tâm, không thấy ngươi bình an vào chùa, ta cũng sẽ không yên tâm. Quỳnh Phương mắng, Ngụy quân tử, Ngụy quân tử, ai muốn lòng tốt của ngươi? Hai người đi theo đường núi, chùa hộ quốc được tựa vào núi Hồng Loa, hơn nữa Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, dãy núi quay chung quanh, được sân cổ tự thâm tàng, nói đến thực là u tĩnh nhất. Chỉ là hôm nay bá tánh nối liền không dứt, còn có những chiếc đèn lồng treo trên cây ven đường, dường như là lễ hội gì đó. Lư Vân tỉnh lại hỏi, đêm nay là lễ hội đèn lồng sao? Quỳnh Phương lạnh lùng thốt, đương nhiên là hoa đăng nguyên tiêu, chẳng lẽ vẫn là ma đèn trung nguyên sao? Một đường bước vào, đường núi kha dốc, bá tánh đều chậm rãi bước đi. Lưu Vân nội lực hồn hậu, tuy rằng vai khiêng gánh mì, lại còn có Quỳnh Phương, lại vẫn bước như bay, chẳng mấy chốc đã đến qua giữa núi. Đến tối, cuối cùng cũng đến trước cổng núi, nhìn thấy trăng tròn lúc chạng vạng, đèn hoa đang phản chiếu lớp tuyết đồng, chùa hộ quốc răng đèn kết hoa, nguy nga đã ở phía trước. Có rất nhiều du khách, Lưu Vân vẫn chen lấn trong đám đông, nhìn thấy một tảng đá màu nâu khổng lồ trước cửa, có ba chữ hồng loa tự được viết đỏ thấm. Có vẻ như tên của ngôi chùa đã được đổi từ lâu, nhưng tảng đá lớn này vẫn đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, vẫn đứng sừng sững như thời cảnh thái. Nghĩ đến dù hoàng đế chính thống có quyền hành đến đâu, cục đá cũng nghe không hiểu. Lúc này bên ngoài miếu đã kín người, nhưng bên trong cổng núi lại vắng tanh, không có du khách hay bá tánh nào cả. Lư Vân liếc nhìn xung quanh, thấy một cầu thang được bố trí ở ngoài cổng chùa, hai bên trái phải đều có tăng nhân cầm gậy bảo vệ, không ngừng xua đuổi người lạ. Lư Vân có chút kinh ngạc không biết có gì cổ quái, hắn nhìn lên cầu thang, lại nhìn thấy một cái khác thẳng tắp trải thảm đỏ, dài đến trăm thước, một đường thẳng đến thiên vương điện. Nghĩ đến là đường dành cho khách quý. Lư Vân thấy bộ tịch tôn quý cỡ này, không khỏi nhíu mày thật sâu hỏi, tối nay có quan lớn nào đến sao? Quỳnh Phương nhàn nhạt, nhạt nói, không sai, cô cô ta muốn tới lễ Phật. Quỳnh Phương là cháu gái quốc trưởng, cô cô nàng cũng là người xuất thân hoàng gia, Lưu Vân trầm ngâm nói, cô cô ngươi. Nàng là, Quỳnh Phương nói, ngươi ở dưới thác nước đã lâu, tám phần chưa từng nghe qua về bà ấy, tên bà ấy là Quỳnh Ngọc Anh. Thiên hạ ngoài hoàng thượng, không có quan chức nào lớn hơn bà ấy nữa. Lưu Vân hiểu ra, gật đầu nói, bà ấy là hoàng hậu nương nương. Quỳnh Phương thở dài, được rồi, lão thái bà hơn 50 tuổi, đừng nói đến bà ấy nữa. Dù có xinh đẹp đến đâu cũng không thể so sánh được với ta. Lập tức tóm lấy Lưu Vân, nói, dù sao ta cô cô còn chưa tới, chúng ta không có việc gì làm, không bằng kiếm tiền đi. Lưu Vân vừa nghe chữ tiền liền cảm thấy đau đầu, ngạc nhiên liền nói, ta còn thiếu ngươi sao? Quỳnh Phương cười khúc khích, từ khi lên núi nàng vẫn luôn kìm nén, nụ cười lúc này chợt nở rộ, thật sự rất tươi sáng không gì sánh được. Nghe nàng cười nói, mệt ngươi đường đường là Trạng Nguyên, lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Ta muốn ngươi bán mì, ngươi về quê không cần lộ phí sao? Chẳng lẽ còn muốn tìm ta mượn sao? Người không có quyền vẫn có thể sống, nhưng không có tiền thì chỉ có thể trộm cướp. Lư Vân tuy rằng luyện thành thần công, nhưng không phải là thứ để giết người phóng hỏa. Thấy đám đông tới lui, quả thực là một nơi làm ăn tốt nên cũng làm theo, đi đến một chỗ rừng cây yên lặng, nghĩ đến muốn bày bán ở đó. Quỳnh Phương thấy hắn nơi nào không đến lại đến một nơi vắng vẻ, liền tức giận túm lấy vạt áo Lư Vân, mắng, thật là. Chỗ đó chỉ có quỷ, không có người. Xem người tính tình như vậy, thật nên để ngươi họ Quỳnh mới đúng. Họ Quỳnh đẹp đẽ, cao quý, bị chế giễu vì kẻ nghèo hèn nghèo Quỳnh Phương đánh giá cao bản thân nên kiên quyết không nói ra điều gì hai người một người kéo một người đi cuối cùng dừng lại bên cạnh chùa Quỳnh Phương vỗ tay cười nói nơi này nhiều người nhất bảo đảm ngươi sẽ bán hết Lưu Vân nhìn xung quanh thấy nơi đây cách thảm đỏ ước chừng 20 mươi trượng nằm ở vị trí tốt ba Tánh lui tới nối liền không dứt thật so với nơi mình chọn tốt hơn trăm ngàn lần hắn cũng không nói nhiều chỉ yên lặng nấu nước bầy quán chờ khách nhân tới cửa chiếc ghế trúc được đặt xuống củi lửa đã thêm lư đại nhân lại ngồi ở chỗ đó phát ngốc. quỳnh phương nghiêng mắt nhìn lập tức cầm lấy chiếc ghế trúc tự mình đứng dậy hướng tới đám đông vòng miệng hô to các vị phụ lão hương thân tử muội mau nhìn vào đây mắt thầy ba tánh quay đầu lại nhìn nam nữ lão ấu vô số tất cả đều chỉ vào mình bàn tán sôi nổi Quỳnh Phương ở giữa đám đông, tuy từ nhỏ là người hoạt bát, giờ phút này lại cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Nàng khụ khụ, cúi đầu nghĩ kỹ lẩm bẩm vài câu mời khách, lại nói: "Các vị hương thân, mì nước kho thịt Sơn Đông hương vị tươi ngon, hôm nay Quang Lâm quý bảo địa, mọi người tới ăn vài bát, sớm ăn sớm no, muộn sẽ không còn để ăn." Bá Tánh thấy Quỳnh Phương vô cùng xinh đẹp, vốn tưởng rằng có chuyện gì tốt, hóa ra là bán mì đều quay đầu rời đi, Quỳnh Phương bắt đầu cảm thấy tức giận, nghĩ ngợi nói, điều dân lớn mật. Hôm nay không lừa được hết bạc của các ngươi, thiếu các chủ thoái ẩn giang hồ. Cũng là nộ tòng tâm trung khởi, ác hướng đảm biên sinh, cầm lấy ghế trúc, một đường nhảy vào trong đám người, quay người một vòng, sau đó dùng chân nhỏ đá chiếc ghế lên, nghe nàng ngân nga hát vang, màn thầu sơn đông ngon thật, mì nước thịt kho lại càng quý, không có một bát trong lòng buồn tới bát thứ hai tâm tình tốt, đôi chân hồng hào đá tới lui, móc trái phải, chiếc ghế cũng tùy theo bay lên rơi xuống, giống như là vật sống, lại như diễn một đoạn chân uyên ương của phái không đâu. Thành ngữ nộ tòng tâm trung khởi, ác hướng đảm biên sinh ác bắt nguồn từ đầu tim, phẫn nộ sinh ra từ mật chỉ việc cực kỳ tức giận, chuyện gì cũng dám làm. Mỹ nữ vừa hấp vừa múa, Lưu Vân tất nhiên rất ngạc nhiên, còn chúng bá tánh lòng tràn đầy kinh hỉ. Một số đứa trẻ dường như thất thần thất trí, bắt đầu nhảy múa với nàng. Trong chốc lát, bên gánh nghỉ biển người tấp nập, tình huống chưa bao giờ có, Lưu Vân mở quán 13 năm, đây chắc chắn là lần làm ăn tốt nhất, lại cũng không khỏi cảm thấy thẹn quẫn, nhất thời liều mạng nấu mì, không dám liếc nhìn Quỳnh Phương. Lư Vân túi bụi, Quỳnh Phương nhảy đến cũng mệt mỏi, mắt thấy khách nhân đang chờ rất nhiều, thực sự giả làm vợ lão bản, thu tiền, phục vụ bát và sắp xếp chỗ ngồi, vội đến vui vẻ vô cùng. Lư Vân Khụ nói: "Quỳnh cô nương, ngươi sao còn không vào chùa?" Quỳnh Phương làm mặt quỷ, nói: "Cô cô ta còn chưa tới, nhiều lời cái gì?" Nàng tiến đến bên tai Lư Vân, xinh đẹp cười nói: "Lư ca ca, ta vừa nhảy múa có đẹp không? Huy có thích không? Giờ phút này nếu đáp là có, Quỳnh Phương được cổ vũ, không chừng sẽ nhảy nữa nếu đáp là không nói không chừng nàng tuyệt không chịu thua lập tức lại tiếp tục nhảy để cải thiện lư vân sợ hãi chỉ có thể vâng vâng dạ dạ lừa dối có lệ khách nhân tới tới lui lui không đến nửa canh giờ liền đã bán mấy chục bát quỳnh phương mặt mày hớn hở đếm đến trăm đồng tiền nhét vào túi lư vân liên tục có tiếng lạch cạch suýt nữa nhét đầy túi nghe nàng cười nói nhìn xem để ta làm lão bản nương ta sẽ giúp huynh mở một quán mì lớn lư vân bán mì đã nhiều năm đạo hạnh so ra kém một người ngoài nghề nhịn không được cười khổ không nói đang muốn cúi đầu lại nấu chợt thấy toàn bộ bá tánh bên gánh mì đứng dậy hoan dung nói tới rồi tới rồi lư vân nao nao liền cũng dừng việc mình đang làm lại ngẩng đầu lên xem thời gian buổi tối một loạt tăng nhân bước ra khỏi chùa một cách có trật tự ở giữa một người áo cà sa thiêu kim, nghĩ đến là trụ trì chùa hộ quốc. Phương trưởng vừa ra, nơi xa tiếng đàn tre trúc vang lên. Lượn lờ êm tai, hình như có một đại nhân vật đã đến. Bá tánh sôi nổi đẩy về phía trước, rất nhiều quan sai hô quát nói, lùi lại. Thối lui năm thước trở lên. Lui, lui, Lư Vân ghé mắt xem, lúc này quan sai người xếp thành hai hàng hai bên, tay cầm gậy xua đuổi bá tánh. Quay người nhìn đường, trụ trì đích thân đến đón chào, bên đường những chiếc đèn lồng màu đỏ được treo cao, trận thế nhìn thật lớn, không khí phu quý. Lưu Vân trong lòng dùng mình, liền hỏi Quỳnh Phương, là cô cô ngươi tới sao? Quỳnh Phương khẽ mỉm cười, xòe tay ra, cười thần bí. Lư Vân lắc đầu, dù sao cũng không phải việc của hắn, người đến là nam là nữ, chức quan là cao hay thấp, cũng đều là trời cao hoàng đế xa, đang muốn cúi đầu nấu mì. Đột nhiên vang lên tiếng reo hò, tiếng la hét của mọi người, tiếng hoan hô của bá tánh như sấm dậy, tứ chảo kim long. Tứ chảo kim long, bước chân vang nhỏ, phía trước có một người chậm rãi bước lên bục trụ trì hầu hạ ở bên, không dám thiếu cung kính. Mì sợi ở trong nước quay cuồng, trong tay tiếng pháo vang, nơi xa hài đồng chạy nhảy nhảy nhót, Lưu Vân cũng không tự chủ được ngừng đầu lên, nhìn vị kia rốt cuộc là cố nhân quen thuộc. Định viễn đã đến, chiều hôm đã gần kề, đầy trời ánh nắng chiều, trên đài cao hắn là đại nhân vật đầu tiên tới. Hắn thân hình hùng vĩ như bảo tháp, sắc mặt nhiễm nhiên như thần Phật, thân mặc hoàng bào nạm ngọc, thắt lưng có tứ chảo kim long, ngẩng bước đi, trang nghiêm đoan chính, đi qua trước mặt Lưu Vân. Trường chín nan đề không lời giải, hồi sáu. Kết thúc chương 9 Đại Đô Đốc Đại Đô Đốc, những đứa trẻ dưới đài bắt đầu chạy theo bước chân của ngũ định viễn về phía trước, đám đông truy đuổi, hoặc chạy hoặc nhảy, hoan hô kính yêu. Đại Đô Đốc lại chưa từng dừng bước lại, chỉ hơi nâng tay trái lên ra hiệu cho bá tánh. Nói không nên lời cảm giác như thế nào, hai bên cách xa nhau hai mươi trường, lại tự cách mười năm. Lư Vân đứng bên gánh nghỉ của mình, ngẩng đầu nhìn bạn cũ năm xưa, thấy hắn béo hơn trước một chút, trên trán đã ít tóc hơn, 10 năm năm tháng nghiêm nghị như đao, khuôn mặt chữ điền bày ra vô tận phong xương, dấu vết cay đắng của sự cương nghị, ánh mắt trung trực, định viễn gần 50 tuổi, hắn trông lại đã già rồi. Hắn già rồi, còn mình thì sao? Lư Vân ngơ ngẩn dưng dưng, không tự chủ được mà vuốt ve gò má. Trong mê mang, chợt nhìn thấy một thiếu niên đi ngang qua, một thân hắc y, trên trán quấn khăn đỏ, thắt lưng đỏ, đuổi theo bước chân ngũ định viễn. Lư Vân nhẹ nhàng a à một tiếng, thoáng chốc cũng đã nhận ra người này. Sùng Khanh, nó đã trưởng thành, xem đứa nhỏ này thân thể khỏe mạnh, ước chừng còn cao hơn định viễn hai tấc, ngũ quan tuy không phải đều giống nhau, nhưng lưng thẳng, đôi mắt nghiêm nghị, ánh mắt khí độ giống phụ thân như đúc. Định viễn đã già, nhưng Sùng Khanh đã trưởng thành, trong 10 năm trống rỗng này, có rất nhiều người đã chết, lại cũng có rất nhiều người trưởng thành, không chút do dự đến đại trần thế này, trở thành tân anh hùng hào kiệt. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, Lưu Vân nhìn lên thảm đỏ giữa tiếng pháo nổ, ngũ ra phụ tử hai người cùng cất bước, giơ tay nhấc chân, tràn đầy tinh thần, chân long phụ tử cùng lâm thế gian, càng dẫn tới ba tanh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Ngơ ngẩn không nói gì, ba tánh lại gieo hò, thấy một mỹ phụ bước lên đài cao, trên tay còn rất tiểu nữ Hải Nhi. Hai mẹ con kiều nhan mỉm cười, lễ chất trời sinh, vẫy tay chào bá tánh. Diễm Đình tới, đại thần trung hưng vương triều chính thống cũng tâm tưởng sự thành. Trời cao rủ lòng thương, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nàng rốt cuộc gả cho Định Viễn, hai người không chỉ có được sủng khanh anh dũng, hai người bọn họ còn có tiểu nữ Ngọc Tuyết đang yêu trong lòng nghĩ tới liễu ngang thiên, khóe miệng Lưu Vân giật giật, không biết nên nói gì. Hoặc có lẽ hắn không đành lòng nói gì nữa. Ngũ đại đô đốc trông dũng ái quốc, rốt cuộc cưới nhất phẩm phu nhân đoan trang hiền thục, một nhà bốn người giống như thần tiên thân thuộc khiến thiên hạ phải ghen tị. Niệm ân nghĩa ngày xưa, làm sao có thể quấy dày họ nữa? Chất vấn bọn họ, chẳng lẽ một hai phải vận khởi kiếm mang thần uy, thiên địa vạn vật giận chảm không còn thế gian này mới có thể càng tốt càng trọn vẹn sao được rồi cứ như vậy đi lư vân yên lặng không nói gì cúi đầu thu tập gánh mì của mình hắn quay đầu đi chỗ khác chỉ thấy quỳnh phương đang chăm chú nhìn mình trong mắt ẩn ẩn mang theo an ủi mắt thấy quỳnh phương biểu tình như thế lư vân bỗng nhiên tỉnh lại không chỉ một nhà ngũ định viễn phía sau còn có người sẽ tới ai ai phải chăng là một nhà mình không muốn thấy nhất? Thấy Quỳnh Phương khẽ mở miệng, tựa hồ muốn nói gì? Đôi tay Lư Vân run lên, sợ hãi không để ý khách còn đang ăn, vội vàng dọn ghế, muốn hốt hoảng thoát đi, hắn không những tiền không thu và bát mì cũng không cần. Vào lúc này, nghe được các bá tánh kêu lên, nhìn. Mau nhìn, Dương Lang Trung tới, Dương Lang Trung đẹp nhất kinh thành. Xong rồi, Lư Vân nghe vậy ngạc nhiên, chiếc ghế trong tay lăn xuống đất, đáng thương còn chưa kịp quay đầu, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, một thư sinh mặt trắng bước lên thảm đỏ, hắn ức chừng 28-29 tuổi, mặc chiều bào màu trắng, trên tay nâng đỡ lão thái thái, trái tim lư vân thấp thỏm, đáng thương đôi chân của hắn có thể chịu đựng được sức mạnh to lớn của thác nước, giờ phút này lại phát run. Thiệu kỳ, bảo đệ của Dương Túc Quan, đăng khoa nhị giáp tiến sĩ cùng năm với mình hội đèn lồng khắp trốn mừng vui nên hắn đưa mẫu thân tiến đến chùa hộ quốc lễ Phật. Lư Vân tỉnh lại, hắn nói cho chính mình, nhất định phải chạy nhanh, phải lập tức đi. Hàm răng rôn rẩy, Lư Trạng Nguyên khiêng gánh mì lên, muốn chạy như bay, chẳng nề hà đám đông như một dòng nước lũ, vây chặt lấy hắn, Lư Vân hoảng sợ, hốt hoảng tìm kiếm đường ra, chợt vào lúc này, trên thảm đỏ truyền đến tiếng kêu gọi của một đứa trẻ, cha. Mẹ! Nhanh lên, nhanh lên, mọi người còn chậm hơn cả bà nội. Không còn kịp rồi, Lư Vân ngửa đầu rưng rưng, nhìn một nam đồng đi thẳng lên đài, tiếng vang thùng thùng, hài tử chạy vội nhảy cười, vừa lao qua trước mặt. Tiểu đồng đeo vương miện trên chán, hoạt bát nhảy nhót, một đường hướng đến thật nhanh, mắt thấy liền sẽ vượt qua thúc thúc nãi nãi, bỗng nhiên một bóng hình chậm rãi đi lên, dành trước duỗi tay ra kéo lấy nam đồng. Khi thân ảnh chiếu tới mắt, cổ họng Lưu Vân nghẹn ngào, khóe miệng khẽ nhếch lên không nói gì, hắn nhìn thân ảnh ngạo thị thiên hạ kia. Mặt trời chiều ngã về Tây, bầu trời đầy những bánh xe màu đỏ, hắn đứng trên đó cao cao tại thượng, mặc nhất phẩm quan bào, trông lại tôn quý nghiêm nghị như thế. Ngoại hình của hắn cũng trăng nõn và thanh tú như thiệu kỳ, khác biệt là hắn có bộ ria mép ngắn, trông lại càng thêm trầm ổn, càng thêm tôn quý, càng thêm nghiễm nhiên càng thêm khó có thể nhìn gần, hắn không giống người mình đã từng biết, tựa như những đại nhân vật của vương triều cảnh thái, giang sung, lưu kính, liễu ngang thiên, liền đến lượt hắn. Nay đã khác sơ dương túc quan, lư vân ngơ ngác nhìn, trên thảm đỏ dương thái sư kéo nam đồng lại, xoay người về phía sau cười cười, thoáng chốc, bóng dáng cuối cùng đi lên. Nam đồng vội vàng vẫy tay lao tới, cười vui nói, mẹ người chậm nhất, gánh mì chậm rãi trượt xuống, đập vào mơ u bàn chân. Lư vân lệ nóng doanh chồng, khóe miệng lại hàm chứa một nụ cười. Mười năm tương tư an ủi, liền ở trước mắt. Ngày đêm trong thủy liêm động cầu nguyện, đó là muốn sống để được nhìn thấy nàng. Giờ phút này mộng tường trở thành sự thật, rốt cuộc nhìn thấy nàng ngập tràn hạnh phúc, nhìn nàng cùng trượng phu hài tử tay nắm tay, cùng nhau đi về phía chùa hộ quốc sống một cuộc sống hạnh phúc vô phiền não. Thiến Huy, Lư Vân khẽ giơ tay lên nhẹ nhàng cười nói, ta đã trở về. Gánh mì lật một vòng, bắt sứ vỡ vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Ba tánh sợ hãi đứng dậy né tránh, nhưng nhìn thấy Lư Vân rụi đôi mắt nóng rực, hắn cười lớn, như muốn nói với mọi người xung quanh. Đã từng đã từng, hắn cũng từng bước đi trên thảm đỏ đó, hắn cũng từng là đại nhân vật. Quỳnh Phương quay đầu nhìn Lưu Vân, thấy hắn ngơ ngác vẫy tay phải, như đang cười, lại giống như đang khóc, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể phát thành tiếng. Quỳnh Phương thương xót, đang định an ủi, chợt nhìn thấy Lưu Vân ngã xuống, hai đầu gối chạm đất, thác nước bạch thủy cuốn trôi hắn, bốn phương tám hướng ác thủy vây quanh, tất cả những thăng trầm của sóng trong mười năm qua đều biến thành cơn sóng lớn cuối cùng tại Hồng Loa tự đổ dầm vào hắn. Quỳnh Phương rất khiếp sợ, vội vàng chạy đến xem, còn chưa kịp nói gì, lại thấy Lưu Vân lấy ra một chiếc khăn tay cũ nát, dùng cả hai tay nâng lên đưa về phía không trung. Gió thổi nhẹ nhàng, thổi bay nỗi tương tư trong lòng bàn tay, gửi nỗi nhớ nhung đó đến người mình không thể gặp lại. Gặp lại, trong chốc lát, đã đến cuối đường, từ nay nhân sinh không vướng bận. Quỳnh Phương ngơ ngác nhìn, nàng vạn lần không thể đoán được Lưu Vân sẽ là bộ dáng này vốn tưởng rằng vân sẽ rơi lệ sẽ bi kêu sẽ có rất nhiều lời muốn nói lại không dự đoán được sẽ là biểu tình này quỳnh phương luống cuống bi thanh khóc dòng nói thực xin lỗi đều là ta không tốt ta không biết sẽ là như thế này thực xin lỗi hết thảy đều là nàng nảy lòng tham quỳnh phương đương nhiên biết được mỗi năm một lần pháp hội sẽ được tổ chức tại chùa hộ quốc tối nay không phải chỉ cả triều văn võ đại thần đều muốn tới liền hoàng đế hoàng hậu cũng sẽ tới vì thế nàng đưa lư vân đến nàng muốn cho vị trạng nguyên tiền triều này dũng cảm đối mặt với hết thảy quá khứ chỉ có như vậy hắn mới có thể siêu thoát siêu thoát rồi quỳnh phương định liệu trước một đao đã chọc chết lư lão bản lư vân không khóc không la hét cũng không gào rít giận dữ lư ca ca hai đầu gối quỷ xuống hắn cúi đầu yên lặng không nói gì như kẻ thua cuộc bị lấy đi hết thảy hắn đã chết quỳnh phương tâm như xét đánh thoáng chốc chạy như bay tiến đến khóc lớn nói lư ca ca huynh đừng khóc đừng khóc bọn họ không cần huynh còn có phương nhi cần huynh đang khóc trào dâng đột nhiên cổ tay bỗng siết chặt lại bị người ta tóm lấy quỳnh phương ngạc nhiên quay đầu lại kinh hãi thấy một lão giả uy nghiêm trước mặt thần sắc tràn đầy tức giận ra tới đừng Đừng, Quỳnh Phương vừa khóc vừa hét lên, dù chân đang chạm đất nhưng vẫn bị ra kéo đi, đang muốn liều chết tránh thoát khỏi tay ra. Chợt vào lúc này kinh ngạc thấy một nữ lang đang chớp mắt nhìn mình, là bạn tốt Quyên Nhi. Quỳnh Phương sửng sốt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lúc này, sau lưng vang lên một tiếng thở dài, Phương muội giống như một con dê nhỏ nghe được tiếng còi, Quỳnh Phương ngạc nhiên không nói gì, nàng trong lòng hiểu rõ giấc mơ đã qua rồi nàng nên phải về nhà. Dĩnh siêu tới, đôi mắt mèo quen thuộc đó đi tới, đồng tử đen như gương, phản chiếu tiếng khóc bi thương của Quỳnh Phương. Tình lang thanh mai trúc mã, tô dĩnh siêu, người đã từng hôn mình, ôm mình và chuẩn bị thành hôn với mình, hắn vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của mình, trầm giọng hỏi, nàng muốn đi đâu? Quỳnh Phương rơi lệ đầy mặt, cúi đầu, nắm lấy tay tỉnh lang, mặc cho hắn dẫn mình đi liền vào lúc này, chợt nghe bước chân lộn xộn, rất nhiều thị vệ dũng mãnh vào sơn môn, đứng canh giữ trên quảng trường, thống lĩnh tứ đại cấm quân Kim Ngô, Hổ Lâm, Vũ Lâm, phủ quân vây quanh Hồng Loa Tử, lên tới vạn người. Ngoài cổng núi có tiếng kêu lớn, nội thị hét lên, chúng tân bái phục. Ẩm mang một tiếng, pháo trúc nổ rực rỡ trên bầu trời đêm, nghe được trăm ngàn thị vệ đồng thanh hô lớn, hoàng thượng giá lâm ta kiến siêu thế chí, đạt đến con đường vô thưởng, trải qua trăm cây ngàn đắng, rất nhiều đại thần che già măng mọc, mạo hiểm khó khăn. Hôm nay bá tánh ngoài chùa gieo hò, tiếng pháo vang lên ngoài cổng núi, vương triều chính thống khắp trốn mừng vui. Rốt cuộc kiến tạo thành công. Cửu ngũ trí tôn đích thân đến hồng loa tử, ngũ đại học sĩ, lục bộ thượng thư, cùng đủ loại quan lại thân thuộc, chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, toàn bộ quỳ dạp xuống đất. Quỳnh Phương nước mắt doanh chồng cũng bị ra kéo quỷ xuống. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, hoàng đế giả nua trong đám người kia đi ra, hắn đầu đội ô sa chết mũ, hai tay áo quấn hình rồng, thắt lưng bằng một sợi hổ phách màu vàng, đi lại tuy run rẩy, nhưng đôi mắt lại cực thấy uy nghiêm. Trong phút chốc, người vô phân nam nữ lão ấu, vô phân cửa chùa Nam Bắc, thiên địa vạn dân quỳ sát đất hô lớn, đồng thanh tụng hào, nguyện mua hoàng vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại đô đốc đang đợi bên trái điện, quốc trưởng đang đợi bên phải điện. Hai đại thần cùng đưa hoàng đế chính thống vào chùa, theo sau chúng tinh Phùng nguyệt. Hàng ngũ đại học sĩ Hà Đại Nhân, Trần Nhị phụ nối đuôi nhau nhập điện, ngũ tử tự khanh, lục bộ thượng thư, 12 thị lang, số đông nhân mã vây quanh, kẹp đôi tình nhân Quỳnh Phương và Tô Dĩnh Siêu, đưa bọn họ cùng lên thảm đỏ, bước vào thiên đường nhân gian cuối cùng liếc mắt một cái ngoái đầu nhìn lại bóng dáng kia nâng gánh mì lên sớm đã rời xa triều đình thiên hạ vui mừng một mình bước xuống hồng loa tự thực xin lỗi thực xin lỗi tiểu nhà đầu lấy tay che mặt nước mắt lăn dài trên má ta thật sự không biết không biết thật sự không biết cho dù từng nghe nói qua hai chữ kia nhưng nàng sắc thật chưa từng tự trải nghiệm cái gì gọi là lưu đày chương mười về nhà kết thúc bảy đã lại hoàn thành một quyền nữa. Quỳnh Phương đi, thiến hề gả, định viễn làm đại quan, túc quan đoạt lão bà, liền trọng hải cũng chém mình một đau. Cho nên, vào đêm nguyên tiêu gia hộ đoàn viên này, trạng nguyên gia độc thân chọn gánh mì, cứ như vậy xuyên qua vĩnh định hà mênh mông cuồn cuộn, một mình trở về Bắc Kinh sau 10 năm cách biệt. Dù sao đi nữa, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, lý tưởng hào hùng sớm đã tiêu ma hầu như không còn cô thủ chính đạo u uất cũng biến đi theo gió khóe mắt lư vân ngậm nước mắt miệng méo mó cổ nghiêng nghiêng nhìn kinh thành nơi ghi chép vô số chuyện đã qua tại cổng vĩnh định bắc kinh có người gõ cửa thép nghe hắn ha ha cười nói có người ở nhà không lư vân đã trở lại trong nhà không có người chỉ có rất nhiều người đi đường vội vàng tránh tiêu trừ thiên tai là quan phủ khó chiêu chọc nhất là kẻ điên, ai dám lên tiếng trả lời. Không có ai, Lưu Vân có chút thất vọng, hắn mờ mịt há mồm, dưới chân nghiêng ngả lảo đảo, tựa như cô hồn dã quỷ, từ dưới cổng vĩnh định lang thang đi vào. Người đi đường vội vàng né tránh, Lưu Vân cũng chạy trốn, hắn nhìn thấy người đi đường, cũng hiểu được nhường đường, thần chí tuy rằng không tính rõ ràng, lại cũng chưa từng thác loạn đến quên mất bi thương không biết rõ lắm chính mình vì sao trở về, nhưng cũng không biết chính mình vì sao phải đi, nếu không để bụng gì cả, vậy đều không sao cả, tùy tiện đi, tùy ý dạo, trong chốc lát mua chút sản phẩm nổi tiếng trở về Sơn Đông, không uổng công đến đây một chuyến. La la, hoa, lư vân lắc lư, mơ mơ màng màng, trong miệng ngâm nga một bài hát kỳ lạ không có giai điệu, lắc lư đi về phía trước, đi không vài bước đã đến trước một đài thành lâu chặn đường hắn đi. Lư Vân hừ một tiếng, đang muốn duỗi chân đá, bỗng nhiên hắn trong lòng vừa tỉnh, thế nhưng kêu to lên. Là nơi này, là nơi này, đây là thừa thiên môn. Đây chính là thừa thiên môn Lư Vân đề danh kim bảng, trạng nguyên thiên hà. Là nơi này, là nơi này dẫn hắn đi vào triều đình, là nơi này cho hắn một thân lọng che, đây là nơi mãi không quên được. Lư Vân đột nhiên sinh ra nhiệt huyết, hắn a à a à thở dốc, duỗi tay khẽ chạm cổng chào, nâng vọng mắt, hắn muốn chiêm ngưỡng vinh quang vô thượng từng thuộc về chính mình. Hả? Thành lâu trống rỗng, trang trí sửa lại. Lư Vân há to miệng, nhìn lên thành lâu xa lạ, hắn xoa xoa hai mắt của mình, rốt cuộc cúi đầu, xoay người rời đi. Lại đi đâu nữa? Dường như không còn nơi nào để đi quên đi, quên đi, nên trở về Sơn Đông. Đang muốn xoay người, bỗng nhiên trong lòng vừa tỉnh nghĩ đến một nơi tốt ha miệng lư vân khẽ cười cơ hồ muốn quơ chân múa tay nhà hắn còn có nhà hắn đã cưới lão bà đập nát thân mình hắn nhưng hắn luôn có khế đất kia ở trong nhà hắn có thể rửa mắt ngủ một giấc không ai có thể đuổi hắn đi lư vân cao hứng cười nhất thời hưng phấn chạy vội nhưng nhưng chạy không hai bước bất giác lại lo lắng làm sao bây giờ vạn nhất thế đạo hiểm ác lòng người khó dò nếu là vương triều chính thống không nhận ghế đất triều cảnh thái vậy nên làm sao bây giờ đồ mốc không có nhà ở bắc kinh thì về sơn đông vạn nhất quê quán sơn đông động đất chìm xuống biển vậy đi sơn tây vạn nhất sơn tây lại sửa tên gọi là sơn đông vậy đi mạc bắc nếu mạc bắc cũng bị triều đình nắm giữ vậy xuống địa ngục nếu diêm la vương cũng mặc quần áo hoàng đế Vậy lên thiên đường sao, dù sao luôn có nơi để đi, không phải sao? Ha ha, y a a, hô hô, Lưu Vân trong chốc lát nhảy một chân, trong chốc lát hì hì cười, ngã trái ngã phải bên ven đường, xuyên qua đường lớn, rẽ vào ngõ nhỏ quen thuộc, bỗng nhiên phanh một tiếng, Lưu Vân muốn về nhà cảm thấy chán đau nhức hắn ngơ ngác nhìn vô số viên gạch rơi xuống trước mặt, không khỏi rụi rụi mắt. Hả? Nơi lẽ ra phải có con đường, giờ đã có một ngôi nhà mới ai đã dựng cái này nơi này trước đây là một con đường không có căn nhà này lư vân vẻ mặt hồ nghi hắn gãi đầu nhìn xung quanh đột nhiên hắn kinh hoàng thất thố vì tất cả các nhà xung quanh đều mới hắn phát giác chính mình lạc đường đèn rực rỡ mới lên trăng tròn chiếu sáng trong đêm nguyên tiêu náo nhiệt này trạng nguyên nâng gánh mì nhìn lên mâm mọc quen thuộc nhịn không được rơi lệ đầy mặt đường đường lư đại nhân tại đây tắm máu hỗn chiến, tại đây cao trung kim bảng, tại đây kết giao huynh đệ, tại đây ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, kết quả tại đây phố lộng yên vui bình tĩnh, hắn cư nhiên không biết nên như thế nào đi đến ngõ nhỏ vương phù. Lại càng không biết nên như thế nào trở về ngôi nhà cũ trước kia. Đại gan, Lư Vân đấm vào nhà mới, Bi Thanh nói, tưởng nhớ cũng không được sao. Bức tường gạch vỡ tung, đá vụn bay tán loạn khiến người đi đường giật mình bỏ chạy. Lư Vân nghiến răng nghiến lợi, chật chật mím chặt lưỡi, tựa như chỉ cần vặn miệng như vậy, hắn sẽ không rơi nước mắt, hắn thả người nhảy lên, thân ảnh giống như chim bay, bay lên bầu trời đêm đầy sao, hắn giang rộng hai tay, như muốn hét lên sự lười biếng của thế nhân. Nhìn xem, đã trở lại, Lư Vân sống sót đã trở lại, mọi người mau đến xem, ai cũng được, An Đạo Kinh, Giang Sung, Trác Lăng Chiêu, mặc kệ là ai, mặc kệ tốt xấu, mau mau ra nhận người quen đi, mau. Không ai trả lời hắn. Chiều cảnh thái có thể chết, tất cả đều chết sạch, những người còn lại hắn cũng không gặp được. Đại thủy quái điên cuồng chạy vội, cuối cùng ngã xuống đất, toàn bộ số tiền trong túi tràn ra ngoài, như muốn bắt nạt lư trạng nguyên, chúng lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng vang ong ong không được phép rời đi không được phép rời đi lư vân tức giận mấy trăm đồng tiền lăn tròn lăn về mọi hướng lư đại nhân thần công cái thế, thế một tay khiêng gánh mì hét lớn một tiếng bắn ra bóng người lăn qua lăn lại lư vân lăn gánh mì cũng lăn hắc ảnh dưới mặt đất lăn qua lộn lại từng đồng tiền được hắn lấy về không có một xu có thể tránh thoát khỏi bàn tay hắn có đứa trẻ hư không ngừng bỏ chạy trốn dưới gầm bàn Lưu Vân điên cuồng giận kêu, bốn chân chấm đất, lao thẳng về phía bàn kia, bộ dạng như chó điên, khiến người đi đường chỉ chỉ trò trò. Dầm, cái bàn bị đổ rồi. Lưu Vân ngã xuống đất, rốt cuộc bắt được đứa trẻ hư kia. Ê a à một tiếng gào rít giận dữ, lòng bàn tay ra sức nắm chặt, nội kình hùng hồn nơi nơi, đứa trẻ hư liều mạng đào tẩu bị ép biến hình vặn vèo. Khách, khách quan, ngài, ngài ổn không? đây là người đầu tiên nói chuyện với hắn kể từ khi vào kinh đến nay lư vân gầm nhẹ một tiếng ngẩng đầu nhìn lại một lão bản đầy mặt kinh hoàng cho rằng hắn là một kẻ điên lư vân tỉnh giác hắn ôm đầu thở dốc quá đến sau một lúc lâu mới đặt gánh mì xuống đất ngồi xuống che mặt hỏi đây đây là đâu lão bản cười gượng nói quán sữa đậu nành khách quan có cần chút điểm tâm không lư vân khô miệng hắn một đường la to không khỏi miệng khô lưỡi khô lập tức bò đảo trên bàn duyễn nói được rồi được rồi cho một bát sữa đậu nành lão bản nhìn quái nhân trước mặt trong lòng lạnh buốt rồi lại không dám đuổi người đi hắn cười khổ hai tiếng đành phải chuyển đi vào bếp hô lão bà a à. có khách tới tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên lão bản nương tới nàng đi tới bên người lưu vân đột nhiên nghe thấy tiếng kêu vang bát sữa đậu nành bị đập vỡ thành từng mảnh nước trắng bắn tung tuế đầy đất lư vân cúi đầu thở dốc quay đầu lại nhìn chỉ thấy lão bản nương đang rơi nước mắt cúi đầu nhìn chính mình lư vân thấy thấy khuôn mặt của nàng không khỏi kêu a à một tiếng suýt nữa té ngã trên đất tiểu hồng nhà hoàn của thiến hề nàng ở đây lư vân há to miệng ngẩng đầu nhìn tấm biển có dòng chữ vàng sữa đậu nành thượng thư lóng lánh rực rỡ lại trói mắt như thế, bức cho Lưu Vân giơ tay áo lên che mặt của mình. Không, 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 Tiểu Hồng nhìn thấy bộ dạng quỷ quái này của mình, sẽ muốn trốn đi mất, từ khi biến mất khỏi thế gian, không ai có thể nhìn thấy hắn. Tiểu Hồng kinh ngạc bi thiết, chỉ một thoáng đôi tay che mặt, nước mắt rơi như mưa, xoay người trở về sau bếp. Lư Vân há to miệng, như là phải đợi uống sữa đậu nành, trong đầu một mảnh hỗn độn, cho đến khi có tiếng thịt Tiểu Hồng lại lần nữa bưng tới sữa đậu nành, đưa đến trước mặt Lưu Vân. Đặt bát sữa đậu nành trước mặt, Lưu Vân ngậm chặt miệng lại, hắn giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, đặt hai tay lên đầu gối, thân mình không ngừng lắc lư, không những không dám chạm vào sữa đậu nành trước mặt, càng không dám nhìn xung quanh. Mười năm qua đi, tiểu thư gà chồng, lão gia cũng đã qua đời, ngay cả tiểu hồng cũng xuất giá sinh con. Tiểu hồng che mặt lau nước mắt, nàng cũng không biết nên nói những chuyện cụ đó như thế nào hai mắt đẫm lệ mông lung nàng nhìn lư công tử năm đó mọi thứ đều đã thay đổi duy độc hắn không thay đổi hắn vẫn nghèo khó như vậy không thể hiểu được vẫn u uất không nói gì tiểu hồng thấy hắn thần thái như vậy nhìn không được bò đào trên bàn khóc giống thất thanh lên lão bản đầy mặt kinh hoàng thấp giọng nói lão bà nàng sao nàng lại khóc Người này là ai? Tiểu Hồng dưng dưng cười khổ, nàng cũng không biết nên trả lời câu hỏi của trượng phu thế nào. Người trước mặt họ lư tên Vân, hắn là hôn phu của tiểu thư trước khi xuất giá, xưng hô như vậy, ai có thể nghe hiểu được. Nằm cúi đầu, lư Vân nhìn chằm chằm vào bát sữa đậu nành trắng thơm trên bàn, đây là sữa đậu nành thượng thư của thiến huê Dương Túc Quân đã uống sữa đậu nành thượng thư 4 năm, đã trở thành cửa tiệm mặt tiền lâu đời, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn bước vào. Lư Vân hai mắt nheo lại, cúi đầu nhìn chén sữa đậu nành kia, trong tay truyền đến tiếng khóc của Tiểu Hồng, hắn muốn đi tới an ủi nàng, nhưng cổ họng lại không thể nói được một lời. Hắn biết nếu mình nói chuyện, hắn sẽ hận thấu người kia, kẻ vắng mặt đó đứa trẻ bơ vơ lưu đầy đến chân trời góc biển. Lư Vân, một tiếng thét chói tai vang lên, lôi Lưu Vân trở lại trần thế, Lưu Vân ngạc nhiên quay đầu, kinh hãi thấy một nữ nhân vội vàng chạy tới trước mặt, mở to mắt nhìn hắn. Nàng chỉ vào chiếc mũi thẳng của Lưu Vân, không khỏi run rẩy hét lên, là ngươi. Là ngươi, nhị di nương, Lục Vân nghiến răng kìm nước mắt, thấp giọng đáp, ta. Ta đã trở về, ngươi đi tìm chết đi, một cây trổi đập vào đầu, đập đổ cả bát sữa đậu nành bên tai vang lên tiếng hét bi phẫn, nhị di nương tay cầm trổi, liều mạng đập, trong miệng khóc kêu không thôi, đều là tại ngươi. Đều là tại ngươi, lão già chết, tất cả đều là do ngươi làm hại. Kẻ sát ngàn đao, chính đạo cách quỷ nhà ngươi, ngươi làm hại cố ra chúng ta đau khổ đến thế, còn có mặt mũi trở về. Ngươi đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, Lư Vân a à há mồm. Hắn rất muốn ôm lấy nhị di nương, nghe xem 10 năm qua bà như thế nào. Hắn muốn biết trượng phu của Tiểu Hồng là ai. Rốt cuộc đã 10 năm trôi qua. Trổi liên tục đập, liều mạng đánh, Lưu Vân căn bản không thể nói chuyện, mọi người cuống quýt kéo, nhị di nương lại liều chết không từ, vừa khóc cây trổi vừa đập mạnh xuống, thoáng chốc nội lực phản chấn, thân trổi đứt gãy, nhị di nương cũng đã thoát lực ngã xuống đất. Bà ngồi trên mặt đất, còn vung tay khóc lớn, ôn thần mang theo chính đạo của ngươi cốt đi. Cầu xin ngươi bỏ qua cho cả nhà chúng ta đi. Huyết lệ loang lổ chính đạo, mang đi cố lão ra, để lại vô tận cực khổ. Tiểu hồng dưng dưng ngồi xổm mà, an ủi di nương. Trượng phu của tiểu hồng lầm bẩm nhìn Lưu Vân ánh mắt tràn đầy kinh sợ, như lâu ái nghi người này nhiễm bệnh dịch. Ôn thần ngồi một mình, nước mắt lưng tròng, khóe miệng hạ cong, chăm chú nhìn bát sữa đậu nành bị lật đổ trước mặt. Đúng vậy, hết thảy đều là hắn sai lầm, hắn không nghe theo trọng hải khuyên bảo, cũng không để lời nói của thiến hề trong lòng, cho nên hắn biến thành bộ dáng quỷ này. Ôn thần đầu độc chết chính mình, tiêu diệt cố ra, hắn hai bàn tay trắng, hoàn toàn là kẻ thất bại. Tiếng khóc không dứt truyền đến, Lưu Vân cũng lau nước mắt, hắn yên lặng nâng gánh mì, xoay người rời đi. Đi thôi, Lưu Vân. Người làm hại các nàng còn chưa đủ. Người còn muốn lại hại người sao? Đầy đường ồn ào, đêm nguyên tiêu kinh thành rất náo nhiệt. Lúc này Lưu Vân thanh tỉnh rất nhiều. Hắn không nghĩ về nhà. Hắn chỉ hy vọng tránh đám đông vui vẻ. Sớm chút rời mảnh đất thương tâm này. Trốn đông trốn tây, hắn bị thu hút bởi một nơi tối tăm ở góc đường. Nơi đó đen kịt, sâu kín âm trầm. Nơi đó thích hợp cho kẻ thua cuộc, có thể cho hắn nghỉ ngơi một chút kẻ thua cuộc một mình bước vào bóng tối, ngồi trên những bậc thang lạnh thấu xương, có một con sư tử đá đổ nát ngồi bên cạnh cửa cùng hắn. Vốn là một đôi thạch sư, hiện nay lại chỉ còn lại có một con. Vốn là một nhóm anh hùng, hiện nay cũng chỉ còn lại một người này. Lư Vân ánh mắt ảm đạm, hắn vẫy tay với sư tử đá dũng mãnh, sư tử đá cũng mỉm cười với hắn, Lư Vân trong miệng lầm bẩm tự nói, nhẹ nhàng ngã xuống đất nhìn lên đại trạch sớm đã rách nát. Trên tấm cửa đổ nát đỏ như máu, có một tấm bảng chữ vàng phủ bụi hôi bẩn thỉu phía trên viết. Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ, Lư Vân Đại Kinh thất sắc, hắn vội vàng bò lên, ngửa đầu nhìn, mặc dù tấm bảng trên cửa phủ đầy bụi, lại cũng không thể che giấu thân phận thiếp vàng của thiện mục hầu, xác thật là nơi này. Nơi này chính là đại trạch huy hoàng nhất thời liễu môn. Trời xanh, lư vân lệ nóng doanh trồng nắm chặt tay, ta thật sự đã trở lại. Từ thác Quý Châu trở lại đây, dọc theo hành trình cuối cùng đó, hắn rốt cuộc về tới điểm rừng đầu tiên 10 năm trước, hắn thật sự đã trở lại. Có ai không? Có ai ở bên trong không? Lư Vân hướng về phía cửa, nghẹn ngào kêu gọi, chạm vào một tiếng, cánh cửa khép hờ rơi xuống đất, đánh thức lũ mèo và chuột hoang sống bên trong, có một mùi hôi thối bốc ra từ trong viện nơi nơi đều là côn trùng trốn chui như chuột trốn. Khi run rẩy bước qua cửa, vườn hoa huy hoàng hiền hách một thời đã không còn, chỉ có đầy đất tạp vật phân thối, đó là láng giềng ném vào. Toàn bộ bức tường bị đập nát, mặt đất đen kịt và cháy thành than, nhìn ra được tới chiến hỏa từng ở nơi này đốt cháy. Đây là ai làm? Đây là chuyện tốt hoàng đế cảnh thái làm, hay là bị võ anh hoàng đế xuống tay phá hỏng? tìm không ra đáp án, hắn cũng không nghĩ tìm, dù sao người đều đã chết, cho dù thiên địa vạn vật giết không còn, lại có thể như thế nào đây? Có ai không? Có ai không? Lư Vân nhiệt huyết sôi trào, a à a à kêu to, hắn muốn tìm được đồng bạn, chẳng sợ chỉ còn có một, chỉ cần có một người cũng tốt. Lư Vân tịch mịch cô đơn điên cuồng chạy như bay, hắn đá đổ những chiếc bình bẩn thỉu, dẫm lên phân hôi thối băng qua những mảnh vụn trên sàn rồi đi thẳng đến thính đường. Trước mặt có một cái động lớn, dưới chân có hòn đá sụp đổ, Lưu Vân đi tới thính đường, hắn nhìn khắp nơi, đôi tay múa may, thét to, "Có người không? Có người không?" Đột nhiên, hắn nghe thấy những tiếng cười quen thuộc, những giọng nói, những lời mỉa mai, tiếng lấy nước. Đám người tới tới lui lui, trước mắt có Trọng Hải, Túc Quan, Định Viễn, Hầu gia có quân nhân, võ tướng, tỳ nữ, bằng hữu, trẻ mới sinh, thượng cấp. Thật nhiều thật nhiều người, toàn bộ không thấy, mọi nơi một mảnh trầm tĩnh, nơi xa cú mèo khóc, nỉ non kêu trong đêm. Lư Vân ngơ ngác ngây ngô cười, nguyên bản kích động vô cùng, giờ phút này rồi lại ủ rũ cụp đuôi, hắn không hề kêu gọi, chỉ cúi đầu đi về phía trước. Con đường còn dài phía trước, khi nào mới có thể đi xong? kẻ thua cuộc lớn tiêu điều cười khổ, thần khí bị thương, hắn hận không thể bị nhị di nương đánh chết để hắn không phải chịu dày vò vô cùng vô tận. Dựa vào hồi ức 10 năm trước, hắn xuyên qua vườn hoa bẩn thỉu hôi hám, đi đến một nơi. Ngơ ngẩn ngửa đầu, đờ đẫn chăm chú nhìn, đột nhiên, Lưu Vân trong miệng a à a à kêu lên. Đại thư phòng có ánh sáng. Đại thư phòng của Liễu Hầu Gia có ánh sáng. Có người còn sống nhất định có người còn sống. Lư Vân thở hổn hển, rồi lại không dám kêu lên nữa, tiếng hét của hắn bi ai như thế, liền quỷ cũng sẽ bị dọa chạy, hắn phải cẩn thận cẩn thận, nhanh như chớp chạy vào, chỉ có xét đánh không kịp bưng tay như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy đồng bạn. Lẻn lút tới cửa phòng, lén lút chạy trốn đi vào, Lư Vân tránh ở trong phòng, nhìn trộm đánh giá tứ phía. Ánh trăng tươi đẹp, chiếu đến trước mắt một mảnh ôn nhu trên mặt đất có mạng nhện bụi bẩn căn phòng nhìn chung vẫn còn nguyên vẹn chiếc bàn lớn vẫn đối diện phía mình bốn chiếc ghế gỗ vẫn được đặt trong phòng chỗ ngồi của quan hải vân viễn hết thảy đều ở đó lư vân tâm tình khẩn trương thấp giọng nhẹ kêu có người không hầu ra lư vân đã trở lại mọi nơi u tĩnh không người trả lời lư vân cũng không hết hy vọng hắn cất giọng lại kêu có ai ở đó không mau ra đây Lưu Vân ngơ ngác đứng đó, hắn không nghe được tiếng vang, đột nhiên, Lưu Vân tức giận, hắn hét lớn một tiếng, vùng tay hô to, ra đây. Ra đây, tất cả đều ra đây, Lưu Vân còn sống trở về. Nội lực uy trấn khiến mai ngói cửa sổ kêu lạch cạch, lớp trầm tích bay xuống, bụi bay tung mù mịt trên người Lưu Vân. Hồi âm dần dần xa, đêm khuya thanh vắng, đêm nguyên tiêu ánh trăng sáng, dịu dàng ôm lấy Lưu Vân. Văn khúc tinh nguyệt thần cô nương đau lòng, ôn nhu nói với trạng nguyên, đừng hét nữa. Dù có kêu đến nghẹn ngào, nơi này cũng sẽ không có người trả lời ngươi. Lư Vân lặng im không tiếng động, quay đầu nhìn bốn chiếc ghế, hắn chậm rãi đặt gánh mì xuống đất, sắc mặt trịnh trọng, bước đến chiếc ghế mình đã quen thuộc, cúi đầu ngồi xuống. Giác, chiếc ghế vỡ vụn, trạng nguyên ra té ngã trên đất, hắn duỗi thẳng chân tay, lăn lộn một vòng, rốt cuộc cất tiếng cười to. Say, hay là tỉnh, trạng nguyên lưu vân, người ta là 10 năm vừa cảm giác được mộng dương châu, thắng được bạc hạnh danh thanh lâu, người thì sao? Người 10 năm vừa cảm giác mộng tình người lại thắng cái gì? Thập niên nhất giác dương châu mộng, doanh đắc thanh lâu bạc hạnh danh 10 năm sực tỉnh mộng dương châu, chỉ mua được tiếng thanh lâu bạc tình trích trong bài thơ khiển hoài của Đỗ Mục nói về thời gian ở ông ở Dương Châu làm cho Hoài Nam tiết độ sứ nghiêu tăng nhụ. Lư Vân cười lăn lộn, phần lớn đều đập đầu xuống đất xem có thể bị đập mất xỉu hay không, đáng thương Lư tiết đầu thần công cái thế, thái dương như thép, không những không bị đập chết, đập chảy máu cũng khó. Vào lúc nước miếng giàn rủa, quơ chân mua tay, nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp. Nguyệt thần buông xuống, nàng ôn nhu khóc nức nở. Nhẹ nhàng gọi mình, Lưu Vân. Lưu Vân, đừng thương tâm, đừng thương tâm. Lưu Vân mở to mắt, quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm ánh đèn sáng lên, trong phòng chỉ có một mọn đèn duy nhất được thắp lên. Có một cô nương Mỹ Diễm ngồi khoanh chân cạnh mọn đèn, nàng mắt rưng rưng, giang tay ra hướng về phía mình, nhẹ nhàng gật đầu. Hồ cô nương, Lưu Vân mở to mắt, nháy mắt ngồi dậy, vào ngày suối quẩy này, hắn rốt cuộc gặp được người quen đầu tiên phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn